Đã đến thời lượng của bản tin 113 Online. Đồng hành cùng quý vị trong bản tin 113 Online là biên tập viên Đinh Hạnh. Xin mời chị Đinh Hạnh. Vâng, cảm ơn Nam Hà và Linh Chi. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin 113 Online. Thưa quý vị, cơn bão số 3, bão Yagi được xem là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên Biển Đông. Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9, thì bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã càn quét hàng loạt tại khu vực Bắc Bộ. Mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, sập cầu, tất cả đã và đang để lại những hậu quả khủng khiếp. Và tính đến nay, theo báo cáo của các địa phương, một số thiệt hại bước đầu thống kê đến 10 giờ sáng ngày hôm nay như sau. Về người, 105 người chết, mất tích, 65 người chết, 40 người mất tích và nặng nề nhất là tại Cao Bằng, 33 người, 17 người chết, 16 người mất tích, Lào Cai, 30 người, 19 người chết, 11 người mất tích, Yên Bái, 9 người do sạt lở đất, 7 người chết, 2 người mất tích. Tại Quảng Ninh, 9 người chết, do bão 8 người và lũ cuốn 1 người. Phú Thọ, 8 người mất tích, sự cố sập cầu Phong Châu. Số người bị thương là 752 người, 85 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh. Gần 150.000 hecta lúa bị ngập úng, hơn 26.100 hecta hoa màu bị thiệt hại, 1.577 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng và cuốn trôi. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện về việc khẩn trương cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, phục vụ đời sống của người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Công điện gửi Bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an, Tài chính, Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn. Theo công điện, bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ, gây thiệt hại to lớn về tính mạng, tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân. Để nhanh chóng ổn định sản xuất, cuộc sống của người dân, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động phối hợp với các địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 3, khẩn trương vận chuyển lương thực, thực phẩm, lương khô, mì tôm, các nhu yếu phẩm, nước uống, nước sạch để cung cấp cho người dân trong vùng bị cô lập, người dân thiếu lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm trong thời gian nhanh nhất có thể. Bộ trưởng Bộ Tài chính xuất cấp cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an mỗi bộ 100 tấn gạo từ dự trữ quốc gia để chủ động vận chuyển đến các địa phương thiếu gạo bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, chú ý không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Thủ tướng yêu cầu đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nắm chắc tình hình nhân dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước sạch. Từ đó, tổ chức cấp phát lương thực, thực phẩm, lương khô và các nhu yếu phẩm đến tận tay người dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 một cách nhanh nhất, đảm bảo đúng đối tượng, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí. Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ra soát, khẩn trương sửa chữa, khôi phục các cơ sở y tế bị hư hại do ảnh hưởng của mưa, bão, lũ để kịp thời cứu chữa những người bị thương và chăm sóc sức khỏe của người dân. Ra soát, khẩn trương sửa chữa, khôi phục trường, lớp học bị hư hại do ảnh hưởng của mưa, bão, lũ để các cháu học sinh sớm được đến trường, không làm ảnh hưởng lớn đến việc học hành của các cháu. Mưa lớn và mực nước sông Hồng dâng cao khiến thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã chìm sâu trong biển nước, giao thông tê liệt, các cửa ngõ vào thành phố nhiều đoạn bị chia cắt, nhà dân ngập trong nước lũ, người dân tìm nhiều cách để gửi thông điệp cần trợ giúp. Lực lượng công an đã trắng đêm, dốc toàn lực để cứu trợ người dân. Tại phường Hồng Hà, điểm cầu Yên Bái, nước sông Thao lên ngập đến tận đường, nhiều nhà dân chìm trong nước. Dự đoán trước tình hình, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an thành phố Yên Bái huy động 100% quân số tham gia trực tại các điểm có nguy cơ ngập lụt, nơi có dòng chảy, kịp thời cứu giúp người dân khi có sự cố. Thì ngay trong ngày 19 này thì báo cáo chí là chúng tôi cũng đã phối hợp với các lực lượng như quân đội, Công an thành phố Yên Bái và các lực lượng cảnh sát giao thông đã có xuồng, dùng xuồng máy để cứu người dân và đưa tài sản người dân vào nơi an toàn. Ngoài những cái việc khắc phục cái hậu quả lụt ở thành phố Yên Bái thì chúng tôi còn cử hơn 40 cán bộ chiến sĩ tham gia, như vậy là cũng cứu hộ cứu nạn tại thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Nước tiếp tục dâng cao tại thành phố Yên Bái, tuyến đường Thanh Niên có gần 700 hộ dân đã bị nước sông Hồng tràn vào nhà, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt.
hơn 500 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang bao gồm công an, quân đội, dân quân tự vệ, túc trực 24/24 giờ, nỗ lực hỗ trợ người dân chuyển đồ đạc lên nơi cao và di dời người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Đơn vị đã duy trì quân số thường trực, đảm bảo lực lượng và phương tiện 100%. Do nước của sông Hồng lên cao, thì đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương và công an thành phố đã tổ chức lực lượng phương tiện tham gia cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Thì là trong một ca thì đã sử dụng là 2 cano, 2 xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng với lại đầy đủ lực lượng tham gia ứng cứu giúp bà con địa phương cứu người, cứu tài sản. Lực lượng công an cùng với xuồng máy, cano, các phương tiện, thiết bị chuyên dụng mang theo phao đi sâu vào các ngõ hẻm, ra tín hiệu để người dân biết và hỗ trợ di tản bên ngoài. Các cán bộ chiến sĩ cũng đặc biệt lưu tâm hỗ trợ kịp thời những hộ dân, gia đình có người già, trẻ em, người tàn tật ốm đau. Đến nay, hàng trăm hộ dân đã được di rời đến nơi an toàn để tránh lũ. Tại các vùng bị chia cắt, lực lượng công an đều bố trí cán bộ 24/24 giờ làm nhiệm vụ cảnh giới, không cho người dân đi qua để đảm bảo an toàn. Nói chung là lo chứ. Lúc bây giờ cái thứ nhất là chân bà què. Đấy. Hơ gãy cái chân hơn nửa năm rồi. Thế mà bây giờ có mỗi một thân một mình, xong là điện lại tắt điện, cắt điện, thế là lo lắng lắm chứ. Lúc ấy bí quá không biết nghĩ như thế nào. Về sau mới nhớ ra 113 thế là mới gọi ấy chứ. Các cậu ấy vào lúc đấy cũng vào hơn 1 giờ ấy. Các cậu ấy vào thì các cậu ấy mới cõng ra. Mưa to kéo dài này thì lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông ứng trực 100%, huy động tối đa lực lượng sẵn sàng để đáp ứng thực hiện nhiệm vụ khi nước mưa vẫn còn tiếp tục dâng cao, để đảm bảo an toàn cho người dân ở tại các điểm, các vùng ngập lũ. Theo dự báo, những ngày tới thời tiết vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, mực nước dâng cao, do đó lực lượng công an Yên Bái đang chạy đua với thời gian để giúp dân tránh ngập. Tuy nhiên, người dân cũng cần chủ động nắm chắc diễn biến của thời tiết và tuân theo khuyến cáo của các lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Không chỉ tại Yên Bái mà mưa lớn do hoàn lưu sau bão số 3 đã gây ra ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều tỉnh như Thái Nguyên, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn. Và trước cảnh báo trên địa bàn Thái Nguyên sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động 100% quân số thường trực, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Đặc biệt là vào chiều tối ngày hôm qua thì đông đảo cán bộ chiến sĩ đã sử dụng xuồng máy, các phương tiện để hỗ trợ nỗ lực di chuyển vào sâu bên trong vùng ngập lụt ở thành phố Thái Nguyên để cứu trợ những người dân còn bị mắc kẹt. Hiện nay, trên sông Cầu thuộc tỉnh Thái Nguyên, lũ đang lên nhanh và diễn biến phức tạp do ảnh hưởng mưa lớn cục bộ và vận hành một số hồ chứa ở phía thượng lưu. Đến tối và đêm ngày 9 tháng 9, lũ đạt đỉnh mức khoảng 2.900 cm, trên báo động 3 200 cm, gây ngập úng trên diện rộng tại các địa phương thành phố Thái Nguyên, Phổ Yên, Sông Công, Đồng Hỷ, Phú Bình, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. Với tinh thần quyết liệt và khẩn trương, Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động hơn 4.000 lượt cán bộ chiến sĩ, 1.035 phương tiện tuần tra cứu hộ chở quân, 100 xuồng máy, xuồng cao su và trên 500 áo phao, phao cứu sinh và thuốc men để sơ tán, di rời người dân. Lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các lực lượng cứu nạn cứu hộ, di rời các hộ dân ra khỏi nơi có nguy cơ mất an toàn. Hiện tại thì ở xung quanh xóm em ý, thì tất cả mọi người sẽ dồn về một ngôi nhà có 2 tầng, còn đâu tất cả trong đấy hầu như là ngôi nhà cấp 4. Mọi người đều trèo lên mái hết rồi ạ. Bọn em bị tầng 1 là bị ngập hết rồi, cho nên là phải đi cúi xuống thuyền nhỏ xong mới ra được cái chỗ thuyền cứu hộ to đấy ạ. Và khi được cứu thì bọn em rất là cảm ơn ạ, cảm ơn các anh. Bây giờ tài sản của gia đình tôi thì chuyển hết lên tầng 2 và người cũng lên tầng 2 ạ. Tôi là bên trật tự an ninh cơ sở, đêm qua là hỗ trợ người dân từ lúc 1 giờ sáng đến 4 rưỡi sáng. Chuyển đồ đạc nước ngập đến cổ này cho 2 cái cửa hàng tạp hóa ở trong Quang Vinh này. Ghi nhận tại phường Quang Vinh và phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, mực nước lên cao, một số điểm ngập sâu, chảy xiết, nhấn chìm nhiều nhà cửa, công trình. Địa hình không thuận lợi, do vậy xuồng máy rất khó khăn hoặc không thể tiếp cận được đến các hộ dân. Lực lượng công an đã phải dùng giải pháp chằng dây neo vào hai đầu và bám theo dây để di chuyển đến khu vực có người dân cần cứu giúp. Tại những hộ dân lên tầng cao tránh lũ, lực lượng công an dùng xuồng, thuyền phù hợp tiếp cận, dùng thang dây, thang cứng và các vật dụng thiết bị sẵn có để đưa người dân xuống.
nhiều giờ đồng hồ, cán bộ chiến sĩ công an vẫn dầm mình trong mưa lũ, rà soát từng gia đình, từng trường hợp, ưu tiên sơ tán người già, trẻ em, người bệnh và những người dân đang mắc kẹt trong khu vực nước sâu đến nơi an toàn. Tính đến 16 giờ ngày 9 tháng 9, lực lượng công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức di rời 2.364 hộ với khoảng 10.000 người đến nơi tránh trú an toàn. Cùng với đó, lực lượng đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ công an tỉnh đã phát động quyên góp ủng hộ và kết nối với các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm, trao tặng hàng nghìn suất nhu yếu phẩm, nước uống, thuốc men, áo phao, trợ giúp người dân, tổ chức 4 điểm cấp phát nhu yếu phẩm miễn phí tại các địa điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, phối hợp với các câu lạc bộ xuồng Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh điều động 10 xuồng cứu hộ và đã đưa được hàng chục người dân đến nơi an toàn. Với phương châm không để người dân bị đói, rét và nguy hiểm, lực lượng công an toàn tỉnh vẫn đang không ngừng nỗ lực tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, giúp đỡ nhân dân vượt qua bão lũ, khắc phục hậu quả thiên tai. Rạng sáng ngày hôm nay tại thôn Làng Dạ 2, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai đã xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, gây hư hại tài sản và sập nhà cửa. Rất may là 10 hộ dân với 45 nhân khẩu tại đây đã thoát nạn do đã được lực lượng công an và chính quyền xã di rời từ đêm ngày hôm trước. Hiện tại thôn Dạ 2, xã Cam Đường có khoảng 20 điểm sạt lở lớn. Nhiều điểm có nguy cơ sạt trượt, công an thành phố Lào Cai tiếp tục phối hợp với chính quyền đưa người dân đến nơi an toàn, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan. Thành phố Lào Cai từ đầu giờ chiều ngày hôm qua có nhiều tuyến đường bị ngập nặng do mưa lớn kéo dài. Và ngay trong đêm ngày hôm qua, công an thành phố Lào Cai đã huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ các xã phường phối hợp cùng với chính quyền cơ sở rà soát vận động di rời người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở đất tới nơi an toàn. Do đất đồi đã ngậm nước nhiều ngày nay cho nên rạng sáng ngày hôm nay đã xảy ra sạt lở đất tại một số tuyến đường thuộc địa bàn Bắc Cường, Nam Cường, xã Cam Đường làm hư hỏng một phần nhà dân. Hiện công an thành phố Lào Cai đang tiếp tục phối hợp cùng với tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 4 thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản tới nơi an toàn và phòng chống sạt lở đất. Liên quan đến vụ sập cầu Phong Châu nối hai huyện Tam Nông, Lâm Thao của Phú Thọ, vào sáng ngày hôm nay, Phó Chủ tịch huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ cho biết là đầu giờ sáng ngày hôm nay, nước lũ lên cao chảy xiết, công tác cứu nạn cứu hộ chưa thể thực hiện. Chỉ khi nước rút thì lực lượng chức năng mới có thể tổ chức cứu nạn cứu hộ. Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ xác định có 8 người đang mất tích, đó là Nguyễn Hà Chi, chú tại tỉnh Đắk Nông, Nguyễn Thị Lan, chú huyện Tam Nông, Dương Công Chiến, chú huyện Tam Nông, Hà Quốc Chí, chú thành phố Việt Trì, Lương Xuân Thành, chú huyện Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hường, chú huyện Thanh Thủy, Nguyễn Thị Bích Hằng, chú tại thành phố Việt Trì, Nguyễn Thị Yến, chú tại huyện Lâm Thao. Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai. Tuy nhiên do điều kiện thời tiết xấu kèm theo nước sông Hồng dâng cao chảy mạnh nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Lực lượng quân đội công an đã dựng trại dã chiến gần hiện trường để triển khai tìm kiếm. Tỉnh Phú Thọ vẫn đang tập trung rà soát xác định chính xác số lượng người và phương tiện gặp nạn, phối hợp với quân khu 2 thành phố Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc rà soát các tuyến sông phía hạ lưu để tiếp tục tìm kiếm người mất tích. Đồng thời chuẩn bị phương án tìm kiếm, cứu nạn khu vực chân cầu khi điều kiện cho phép đảm bảo an toàn do mực nước sông Thao đang rất cao, trên báo động 3 là 1,44m. Trước tình hình mưa lũ trên địa bàn huyện Cẩm Khê, Hạ Hòa của tỉnh Phú Thọ diễn biến phức tạp, và ngay trong chiều ngày hôm qua, lãnh đạo công an tỉnh Phú Thọ đã đi kiểm tra công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, việc hỗ trợ giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả của bão lũ của công an hai huyện. Kiểm tra thực tế tại khu vực bãi Phú Động và khu Đình Cả, xã Minh Tân tiếp giáp với Đê Bối thuộc huyện Cẩm Khê là hai khu vực đang bị ngập sâu. Lãnh đạo công an tỉnh Phú Thọ đã thăm hỏi tình hình thiệt hại do mưa lũ của bà con nơi đây, động viên bà con khắc phục khó khăn sớm ổn định cuộc sống. Mực nước sông Hồng tại huyện Hạ Hòa trên mức báo động 3 gây ngập lụt các xã ven sông Hồng như Hiền Lương, Đan Thượng, Tứ Hiệp, Bằng Giã, Văn Lang, Lang Sơn, thị trấn Hạ Hòa. Lãnh đạo công an tỉnh yêu cầu công an huyện Cẩm Khê, công an huyện Hạ Hòa tiếp tục tăng cường lực lượng, phối hợp với các đơn vị chức năng hỗ trợ di rời các hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn, tiến hành rà soát các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, cắm biển cảnh báo, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, rất nhiều địa phương đã bị thiệt hại do sạt lở, mưa lũ. Và trước tình hình trên, công an các địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả do bão và mưa lũ gây ra. Khoảng 15 giờ ngày 9 tháng 9, mưa lớn đã làm sạt lở đất đá từ đồi tràn bờ kè xuống khu vực vệ sinh của gia đình anh Nguyễn Văn Thọ ở khu 3,
phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, là một bé gái 14 tuổi bị mắc kẹt. Ngay sau khi có thông tin, chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và lực lượng cấp cứu mỏ đã có mặt tại hiện trường. Sau 3 tiếng đồng hồ đã triển khai các biện pháp giải cứu cháu bé ra khỏi bùn đất. Sau bão, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu mục tiêu cao nhất là sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường và bảo đảm an toàn cho người dân. Trong đó phải ưu tiên tập trung tìm kiếm cứu hộ cứu nạn người dân còn mất tích trên biển. Sáng ngày 10 tháng 9, nước sông Lô tiếp tục dâng cao, làm một tàu chở hàng và xà lan trôi theo dòng nước từ phường Phượng Lâu, thành phố Việt Trì đến cầu Vĩnh Phú, phường Dữ Lâu, tỉnh Phú Thọ, nối với Vĩnh Phúc. Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc tạm cấm phương tiện di chuyển qua cầu để đảm bảo an toàn. Tính đến 20 giờ tối ngày 9 tháng 9, tỉnh Cao Bằng đã có 22 người chết, 12 người bị thương và 16 người mất tích do mưa lũ sạt lở đất. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là huyện Nguyên Bình có 17 người chết, 16 người mất tích, 8 người bị thương. Tại huyện Bảo Lạc, lực lượng cứu nạn cứu hộ cũng vớt được 5 thi thể bị đuối nước do lũ dâng cao. Tại các điểm sạt lở, các lực lượng cứu hộ đã triển khai nhưng gặp nhiều khó khăn do giao thông sạt lở chia cắt và trời vẫn còn mưa lớn. Đến 21 giờ ngày 9 tháng 9, thêm một số thi thể nữa tại các khu vực sạt lở đã được phát hiện. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Ninh vừa yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Phong, thị xã Quế Võ và thành phố Bắc Ninh cùng các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện rà soát ngay các trường hợp đang sinh sống ngoài bãi sông cầu có nguy cơ mất an toàn đến tính mạng, tổ chức di chuyển nhân dân đến khu vực an toàn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo lũ trên sông Thao tại Lào Cai tiếp tục xuống, tại Bảo Hà, Yên Bái tiếp tục lên, duy trì ở mức trên lũ lịch sử. Lũ trên sông Lô, sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, sông Thượng, tỉnh Bắc Giang tiếp tục lên, lũ sông Lục Nam, tỉnh Bắc Giang xuống chậm. Trong 12 cho tới 24 giờ đồng hồ tiếp theo, lũ trên sông Thao tại Lào Cai tiếp tục xuống, tại Bảo Hà biến đổi chậm, tại Yên Bái tiếp tục lên và duy trì trên mức lũ lịch sử. Lũ sông Lục Nam tiếp tục xuống. Từ ngày hôm nay cho đến ngày mai, lũ trên sông Hoàng Long tiếp tục xuống dưới mức báo động 1. Trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ xuất hiện một đợt lũ. Và trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hòa Bình, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Mực nước lũ trên sông Cầu chảy qua huyện Sóc Sơn và sông Bùi qua huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức, thành phố Hà Nội lên mức báo động 3. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã yêu cầu các địa phương sẵn sàng phương án sơ tán người dân. Đêm qua ngày 9 tháng 9, nước sông Hồng dâng nhanh gây ngập lụt. Cuộc sống tại các khu dân cư ven sông trên địa bàn Hà Nội đảo lộn. Người dân tiếp tục chạy ngập xuyên đêm, sơ tán tài sản đến nơi an toàn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã yêu cầu các quận, huyện tổ chức thông báo ngay đến người dân, các tổ chức có hoạt động ở khu vực bãi sông về tình hình phức tạp của mưa lũ. Không để người dân đến những khu vực bị ngập có nguy cơ sạt lở, đồng thời sẵn sàng triển khai phương án sơ tán, đảm bảo an toàn đối với người dân ở những khu vực nguy hiểm, khu vực có địa hình trũng thấp, dễ xảy ra ngập sâu, cô lập, khu vực sát bờ sông, khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm như khu vực bãi giữa sông Hồng trên địa bàn các quận Tây Hồ, Ba Đình, Long Biên. Từ 8 giờ 30 phút sáng nay sẽ hạn chế phương tiện giao thông di chuyển qua cầu Trương Dương. Cụ thể, cấm các xe hợp đồng, xe khách, xe du lịch trên 9 chỗ ngồi và xe có tải trọng trên 0,5 tấn di chuyển qua cầu Trương Dương. Các xe này sẽ chỉ có thể đi qua các cầu Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Tuy và Thăng Long. Ban An toàn Giao thông thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các sở ngành liên quan khẩn trương rà soát các cầu vượt sông, nghiêm cấm phương tiện đi qua các cầu yếu. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số 06 ngày 4 tháng 9 năm 2022 đối với đối tượng Trần Văn Hoàn, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Dũng, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã số 01 ngày 3 tháng 1 năm 2018 là đối tượng Nguyễn Văn Nhớ, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại ấp Long Yên, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, có nốt ruồi cách 1,5cm trên đầu lông mày phải. Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là hành vi vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản. Theo Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Còn về tội trộm cắp tài sản, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số 160 ngày 23 tháng 1 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, có sẹo chấm cách 3cm trên trước đầu lông mày phải. Và đối tượng Cao Đức Trung, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại số 3, hẻm 57, đường Cách Mạng Tháng 8, tổ 5, khu phố 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, phải nhận quyết định truy nã số 10 ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, cũng về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng này có nốt ruồi ở đuôi lông mày phải. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-234-5860 hoặc 069-232-1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện. Những thông tin về truy nã tội phạm cũng đã kết thúc chương trình An ninh toàn cảnh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.